Buffet lẩu và nướng Tí Đen là một trong những quán buffet nổi tiếng ở Long Xuyên, được đông đảo thực khách gần xa ủng hộ. Buffet Tí Đen tọa lạc tại địa chỉ số 6 đường bờ kè Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, phía sau Vincom Plaza. Quán có trên 65 món, từ món chế biến sẵn đến lẩu nướng, tráng miệng. Với mỗi vé thì khách có thể thưởng thức cả 3 cách ăn cùng lúc, bao gồm lẩu, nướng và combo chảo gang. Đặc biệt khách sẽ được tặng một lượng cấp gấu bông tại quán nữa. Quán mở cửa đón khách từ 14 tới 22 giờ mỗi ngày. Bây giờ mời các bạn cùng mình tham quan một vòng xem tại buffet Tí Đen có những món gì nhé.